Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lên ở đầu thì cho cô nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Quay trở lại với cái câu chuyện của em Nhi 12 tuổi cùng với lại chú Vũ, thì thật ra mà nói mình không thể nào mà mình tin tưởng được một cái người phụ nữ giống như cái Ả Thị Màu này, khi mà nhìn thấy con mình rơi vào cái vòng luẩn quẩn, có một cái vết tì như thế đó mà Ả vẫn vui vẻ và Ả vẫn là tươi rói, bởi vì Ả kể giống như là đây là một cái câu chuyện hài, đây là một cái câu chuyện vui của con gái Ả, chứ đây không phải là một cái câu chuyện buồn. Vậy mà ngay từ đầu khi các anh chị em YouTuber đến để mà quay thì anh nói rằng là hả, thấy cái hoàn cảnh của tôi không, cái hoàn cảnh của tôi đang rất là khổ sở, đang rất là buồn, mà tại vì sao các anh các chị lại quay như thế này như thế nọ rồi đăng tải lên cho người ta phải dè biểu tôi. Nhưng mà thật ra các anh các chị đăng tải những cái đoạn video đấy lên là chính xác hoàn toàn, bởi vì các anh các chị không thêm mắm thêm muối hay là thêm bất cứ một cái điều gì cả, mà đây chính là do cái Ả Thị Màu này nói ra. Đầu tiên trong cuộc đời của mình thấy có một người mẹ khi mà nhìn con mình nó rơi vào cái tình cảnh giống như vậy mà vẫn vui cười và vẫn cười sảng khoái và làm giống như là đây là một cái câu chuyện hài, kể rất là vui vẻ với tất cả mọi người, không có một cái gì đó được gọi là lắng đọng, buồn bã hay là mệt mỏi hay là áp lực bất cứ một cái điều gì cả. Dường như cái người phụ nữ này người ta rất là thích cái điều đó nó xảy ra với con gái của mình, giống như là vô tư đến cái mức độ mà người ta cảm thấy rất là lãng xẹt và người ta cảm thấy rất là phẫn nộ vậy đó mọi người. Dạ cô Màu ơi, cô Màu lần đầu tiên trong cuộc đời mới thấy được một cái người phụ nữ giống như cô Màu vậy đó. Ủa cô Màu vui vẻ lắm hả? Con của cô Màu hả, quan hệ với một cái người khác giới trong cái độ tuổi vị thành niên mà cô Màu cảm thấy phấn khởi lắm hay sao? Ủa sao cô Màu lúc đó cô Màu không khuyên can con của mình, mà đến bây giờ cô Màu khóc la khóc lóc, cô Màu nói rằng là hả, thương cho nó, lo cho tương lai của nó. Ủa sao ngay ban đầu cô Màu không lo đi? Cái tương lai của nó là hả, một phần do cô giáo dục nên, mà tại sao cô lại không giáo dục để bây giờ con Nhi á nó rơi vào cái tình cảnh như vậy rồi cô khóc la khóc lóc? Ủa sao cái lớp mà hả nó thế này thế nọ với người yêu của nó, sao cô không khóc la khóc lóc, cô khuyên can nó? Ủa vậy rồi rớt cụ rằng là cô vui vẻ về những cái điều đó hả? Cô biết rõ rằng là con cô nó bị người khác hại trong cái độ tuổi vị thành niên như vậy, mà cô vẫn vui vẻ, cô vẫn phấn khởi và cô kể cho tất cả mọi người nghe cái câu chuyện nó rất là tường tận. Cô vui đến cái mức độ mà người ta không ngờ được. Dường như cô là một cái người quá là vô cảm đúng không? Cô vô cảm đến cái mức độ mà con cô nó bị như vậy đấy, mà cô cảm thấy được rằng là trời ơi, chuyện đó nói chuyện nó bình thường, tôi không có quan trọng, tôi không quan tâm. Ủa bây giờ vậy cô quan tâm cái điều gì? Cô quan tâm được rằng là hả, cần tò te tú tí với người tình của cô thôi. Còn lại em Nhi nó ra làm sao, nó như thế nào cô đâu có cần biết. Vậy là bao lâu nay hen khóc la khóc lóc rồi hả, thân khổ thân nghèo rồi hả, thân khó khăn rồi, con gái bị như vậy đó là để là hả, chiếm trọn cái lòng thương của Mạnh Thường Quân hay là sao? Nhưng rất tiếc thay cái Ả Thị Màu này là không có được giống như là cái ý muốn rồi. Tại vì người ta biết rõ cái bộ mặt thật của cái Ả Thị Màu này, nên rằng là cô có khóc gì đi chăng nữa thì người ta cũng không bao giờ thương nổi. Nhận luôn ấy, cái bộ phim mà cô diễn ấy nó hay thiệt sự ấy chứ. Cô diễn tuồn dễ sợ luôn á cô Thị Màu ơi. Rồi rớt cuộc rằng là trong suốt một cái khoảng thời gian dài mà em Nhi sống chung với cô ấy, nó giống như là một cái bi kịch đúng không cô? Đó, là một người mẹ mà không có thể nào mà lo cho con của mình trọn vẹn, là một người mẹ buông thả. Em Nhi nó ở trong một cái gia đình giống như vậy, có một người mẹ mà hả, thích đu đa đu đỡn tí ta tí tởn và không cần quan tâm đến cái cảm xúc, cái suy nghĩ của em, thì thật sự với mọi người là có mẹ cũng như không à. Thiệt, thà ví dụ như nó không có mẹ nó còn vui vẻ hơn ý, chứ có mẹ mà cho nó vào một cái bi kịch như vậy thì nó thật sự trong cuộc đời còn lại nó cũng sẽ cảm thấy rất là hối hận, cảm thấy rất là hận mẹ nó, đảm bảo với mọi người luôn đấy. Cái câu chuyện của chú Vũ ấy, đây là một cái sự dàn xếp dàn dựng của cái Ả Thị Màu này rồi. Tại vì dù hết tình nhưng mà người ta vẫn còn nghĩa, dù là mình không còn tình nghĩa đối với chồng mình thì mình cũng phải lo lắng, mình chăm sóc cho con mình thật là chu đáo. Mình thấy con mình nó như vậy đó thì mình phải khuyên can, mình phải buồn bã, rồi mình phải cảm giác rằng là mình có lỗi với con của mình. Nhưng mà đối với Thị Màu thì sao? Không, không quan tâm, không quan trọng. Ả còn suối con của Ả là hả, làm thế này thế nọ với
chú Vũ nữa mà. Thật ra mà nói luôn á mọi người, thì chú Vũ mà rơi vào cái cảnh lao lý giống như vậy là một phần do cái ả thị màu này. Và cái ả thị màu này chính là cái tác nhân chính gây ra cái sự việc đó, cũng giống như là ả dàn dựng cái câu chuyện này để cho chú Vũ dính vào cái vòng lao lý. Mà mình phải công nhận một cái người giống như cái ả thị màu này có thể làm ra tất cả mọi điều luôn. Ả không chừa một cái thủ đoạn nào để ả có thể thực hiện được những cái mục đích của mình. Mình cũng phải đánh lại cái ả thị màu này luôn. Những cái hình ảnh của em Nhi chụp choẹt gì đó ở trong cái điện thoại của em ấy, cùng với lại cái người tình 23 tuổi của em ấy, thì đáng lẽ ra một người mẹ mà người ta nhìn thấy con của người ta mà có những cái hình ảnh nó không đúng với cái độ tuổi của em, và những cái hình ảnh đó nó làm cho chúng ta thấy được rằng là con của mình nó bị xâm hại thế này thế nọ đó, thì mình phải làm sao chứ? Chẳng lẽ bây giờ ngồi kể với tất cả mọi người cười, người cười ha hả, ngồi cười đông đỏng, làm như là vô tư đến cái mức độ mà người ta phải ngỡ ngàng luôn ấy. Làm y như là hả, con mình nó làm ra những cái câu chuyện như vậy, trời ơi phấn khởi quá, trời ơi tôi nhìn thấy con tôi vậy tôi vui vẻ quá, vậy mà làm sao mà buồn? Buồn ở đây là buồn cái gì? Bao lâu nay dường như đây là những cái giọt nước mắt cá sấu của cái ả thị màu này, chứ không có một cái chút nào được gọi là buồn tủi hay là tủi nhục gì ở trong đây cả. Ả rất là muốn em Nhi không có một cái tương lai, rất là muốn em Nhi không có một cái cuộc sống bình yên, giống như là ả chưa bao giờ quan tâm đến con gái của mình. Nó làm cái gì đó thì nó làm, nó muốn đi chơi với ai thì nó đi, nó muốn ăn nằm với ai đó thì nó ăn nằm, chứ còn đối với ả thì ả không quan tâm. Ả chỉ quan tâm đến cái người được gọi là họ ông xui ngắt hành ngắt ngò vào ban đêm đối với ả mà thôi. Thực ra mà nói mọi người, đây là một trong những cái bi kịch của một gia đình, và chú Vũ giống như là một nạn nhân của cái ả thị màu này. Em Nhi cũng vậy luôn đó. Một cái đứa giống như em Nhi nó chưa hiểu được cái sự việc, đáng lẽ ra là một người mẹ người ta phải giáo dục con người ta thật đàng hoàng, người ta phải nói làm sao để cho em Nhi có thể hiểu ra cái sự việc. Còn ở đây ả cổ vũ cho em Nhi phải làm ra những cái việc đó, và làm cho em Nhi ở cái độ tuổi 12 tuổi thôi, dưới tuổi vị thành niên mà có thể là đi xa vời so hơn với cái độ tuổi của mình, và làm ra những cái chuyện mà nó không đúng với cái tuổi của em. Thật ra mà nói mọi người, cái câu chuyện này á, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng giống như là tinh thần của em rất là nhiều. Chắc chắn được rằng là cái cuộc sống trong tương lai của em nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, chứ không đơn thuần chỉ là những cái câu nói hay là những cái hành động của cái ả thị màu này làm như là đây là một cái câu chuyện khá là bình thường. Giống như là một người mẹ mà vô cảm đến cái mức độ mà nhìn thấy những cái hình ảnh đó của con mình mà lại là không có chút mảy may nào, không có chút khuyên răn con mình, cũng không có bất cứ một cái điều gì để mà khuyên nhủ con mình hay là giúp con mình có thể là vượt qua hay là bất cứ một cái gì. Dường như ả biết được cái sự việc này từ rất là lâu, là em Nhi có quan hệ tình cảm với người khác giới từ lâu rồi chứ không phải là mới đây đó. Ả biết, ả hiểu hết luôn tất cả mọi thứ, nhưng mà ả vẫn không ngăn cản con mình lại, và ả cứ muốn buông thả cho con mình, muốn làm gì đó thì làm. Thì mọi người nghĩ đi, một cái người mẹ, một cái người vợ mà như vậy thì làm sao mà gia đình nó yên ấm được, làm sao mà cuộc sống trong gia đình nó hòa hợp được. Người mẹ cho dù mình không có tình cảm gì đối với chồng mình đi chăng nữa thì đương nhiên rằng là mình cũng phải cố gắng để mình phải lo lắng cho con của mình, mình vun đắp cho cái hạnh phúc cho con của mình, rồi mình cố gắng mình giáo dục con mình thật là tốt. Chứ ở đây là ả đâu có muốn quan tâm gì tới em Nhi, chứng tỏ với mọi người rằng là ả đâu có thương yêu gì em Nhi. Vậy mà sau mấy cái lúc mà các anh chị em YouTuber tới thì ả nói rằng là ả lo đến cho cái tương lai, lo đến sau này cho em Nhi, tại vì em Nhi còn quá nhỏ. Ủa sao em Nhi còn quá nhỏ, ngay từ cái lúc ban đầu không có nói cho nó hiểu được rằng là cái độ tuổi của nó là cái tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi. Tại sao để con của ả làm ra những cái câu chuyện như vậy mà đã phát giác được rồi mà tại sao lại không khuyên căn? Nói rằng là trong cái câu chuyện của chú Vũ á, đây là một trong những cái điều nó rất là nan giải. Bởi vậy cái câu chuyện này các cơ quan điều tra người ta đang thực thi, người ta đang tìm hiểu rõ cái sự việc ở đằng sau, chứ không phải rằng là người ta kết luận hay là kết vội tội cho chú Vũ đâu ạ. Nên rằng là trong cuộc đời này chỉ có một mình cái ả thị màu này mới là cái người mà cảm thấy là mình sợ luôn ấy. Thật sự luôn, mình quá là sợ cái ả thị màu này. Nhìn cái cách nói chuyện của ả mà nó tự nhiên đến cái mức độ mà nó vô duyên luôn á. Nó vô duyên xong rồi con mình nó như vậy đó mà cảm thấy là vui vẻ phấn khởi, thì mình cũng phải đến nể cái ả thị màu này.
Ok, cái video của Cún Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Cún Nhà. Nếu thích cái video của Cún Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Cún Nhà nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo ạ. Bye bye.